Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 26 tháng 2 năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Người Nga vượt biên Mexico xin tị nạn ở Mỹ. An Giang lấy tiền thuế dân xây cổng chào gần nửa triệu đô. Tại Canh Tùm khởi tố 4 người liên quan đến vụ phá rừng tại huyện Con Plong. Tin lời nhà nước vay nợ đóng tàu bám biển, ông ở Quảng Ngãi mất nhà. Khi luật anh ninh mạng thành trò cười, và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị thưởng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với thanh Tâm Người Nga vượt biên Mexico xin tị nạn ở Mỹ Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin thời sự quốc tế. Ngay khi Moscow khai chiến ở Ukraine, rất nhiều người Nga đã tìm đường trốn chế độ Putin để tránh bị trấn áp do chỉ trích hoặc phản đối chiến tranh. Ngoài tướng đường sắt Allego nối sang Petersburg do với Helsinki, Phần Lan, nhiều người đã đi xa hơn sang tận Mexico để từ đó xin tị nạn tại Mỹ. Những người mang quốc tịch Nga không cần visa để vào Mexico và có thể ở lại đây 6 tháng. Những người Nga đầu tiên đến Tijuana, thành phố sát biên giới với Mỹ vào khoảng mùa hè năm 2021 và ngày càng có nhiều người Nga đến khu vực này chỉ riêng từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 đã có hơn 8.600 người Nga xin tị nạn ở Mỹ. Tất cả những người đến đây là để đi sang Mỹ và để có thể xin quy chế tị nạn. Vì những người Nga rời nước đến Mexico là những nhà đối lập chính trị với Tổng thống Putin, nhà báo hoặc chủ doanh nghiệp. Vì thế, như mọi dân khác đi qua ngã Tijuana, họ hy vọng vượt biên vào lãnh thổ Mỹ xin tị nạn. Trái với những người mang quốc tịch khác ở khu vực biên giới, người Nga thường là những người xuất thân từ tầng lớp xã hội cao hơn nên có khả năng tài chính lớn hơn. Họ không sống trong những khu dành cho người dân mở khách sạn. Thậm chí một số người mua hoặc thuê xe hơi để ở Mexico để tăng thêm cơ may vượt biên sang Mỹ. Tuy nhiên, họ thường bị chặn trước khi sang được bên kia biên giới. Còn khi bị phía Mỹ bắt được thì họ sẽ bị trả về Mexico. Thực ra đây là quy định chung đối với tất cả các dị dân không phân biệt quốc tịch. Biện pháp này nằm trong điều 42 đang hiện hành liên quan đến dịch tễ do Tổng thống Donald Trump ban hành cách đây 2 năm. Quy định này cấm mọi dị dân vào lãnh thổ Mỹ để xin tị nạn. Chỉ có người dư quan hiện được miễn quy định này từ vài ngày nay vì lý do nhân đạo do xung đột. Đây là trường hợp đặc biệt duy nhất mọi dị dân khác không được hưởng ưu đại đó. Hoa Tịnh Đốn cho biết Mexico là một ổ gián điệp Nga. Mexico bị Mỹ tố cáo là nước có số gián điệp Nga đồng nhất trên thế giới trong giai đoạn chiến tranh Ukraine. Liên quan đến Hoa Kỳ, Biden gọi Putin là đồ tể không giữ không thể giữ quyền. Nhà Trắng đã phải chữa cháy cho tuyên bố này. Vừa rồi là tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam liên quan đến an ninh mạng. Thưa quý vị, luật an ninh mạng tại Việt Nam đã trở thành trò cười Ban tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam vừa biến mình thành trò cười khi đòi báo an ninh mạng xử lý những người đã tham gia góp ý chỉ ra những lỗi sai chính tả ngữ pháp tiếng Anh và thiết kế của bộ nhận diện đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức trong năm nay tại Hà Nội. Đại diện từ ban thông tin truyền thông của đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 khẳng định những nhận định về thiết kế bộ nhận diện thương hiệu SEA Games 31 là những ý kiến mang tính chủ quan phiến diện và đầy ác ý của một nhóm cá nhân trên mạng xã hội. Luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi của Việt Nam đi vào hiệu lực từ năm 2019 và được chính phủ khẳng định để, để, đảm bảo môi trường mạng an toàn hơn cho người dùng. Các nhà hoạt động xã hội và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã chỉ ra rằng luật này đã không được phát huy được tín hiệu quả để bảo vệ an toàn mạng, mà thường được dùng để đàn áp các tiếng nói mà chính phủ cho lập bất đồng quan điểm với đảng và nhà nước. Trong khi đó, liên quan đến tham nhũng, An Giang lấy tuyển thuế dân xe cổng trào gần nửa triệu đô. Trong lúc phong trào xây cổng chào đang rầm rộ tại các tỉnh thành tiền ngon ăn, An Giang vừa góp phần với cổng chào khu du lịch quốc gia núi Sam trị giá là 11.3 tỷ đồng, được chi từ tiền thuế dân vào vốn đối ứng của thành phố Châu Đốc. Cổng chào này dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Bản tin của báo Người Lao Động vào ngày 25 tháng 3 dẫn lời ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch thành phố Châu Đốc, cho biết lẽ ra cổng chào khu du lịch quốc gia núi Sam đã được xây từ năm 2019, nhưng do dịch bệnh nên dự án phải đình lại Hiện nay, tình hình kinh tế đã ổn định hơn mới thực hiện. Dư luận cho rằng dự án xây cổng chào khu du lịch quốc gia núi Sam có chi phí quá cao và đặt câu hỏi rằng xây cổng chào có thực sự cần thiết vào thời điểm này. Vụ cổng chào ở An Giang gây tranh cãi trong lúc mới một tuần trước. Báo lao động cho hay năm cổng chào tiền tỷ xây trái phép trên quốc lộ 14 ở thành phố Cần Tâm vẫn ngạo nghễ. Dù bị Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra tối hậu thư yêu cầu tháo dỡ vì đa dọa an toàn giao thông. Tương tự như tại Việt Nam, giới chức Cần từng cho rằng họ làm cổng chào để thấp sáng trong chương trình chỉnh trang phát triển đô thị và kế hoạch này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Hiện tại, năm cổng chào này đã xây xong. Võ Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công trúng thầu. Hồi cuối tháng 5, 2021, Báo Dân Việt cho biết, hai cổng chào dẫn vào thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có kinh phí xây dựng gần 14 tỷ đồng. Công trình chưa được nghiệm thu nhưng nó xuất hiện như vết nước và gỉ xét. Báo này cũng dẫn bình luận của một người dân ở phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới cho rằng, cổng chào chưa làm xong đánh nước kiểu này không biết sau này đưa vào sử dụng sẽ sao nữa. Dành gần 14 tỷ đây thi công, cổng chào chẳng để làm gì, lãng phí lắm. Liên quan đến môi trường, 4 người liên quan đến vụ 26 cây gỗ thuộc nhóm vì bị cưa hạ tại khu rừng thuộc huyện Con Plong, tỉnh Con Tum đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Công an huyện Con Plong cho truyền thông nhà nước hay thông tin trên trong ngày 25 tháng 3, Bốn người bị khởi tố gồm hai anh em Dương Văn Tốn, Dương Văn Tiến, Đoàn Văn Thế và A Thủy, cùng ngụ tại huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tum. Công an cho biết hai người liên quan đến việc mua bán, tiêu thụ số gỗ vi phạm là Trần Văn Sang và Trần Văn Cao. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang thu thập hồ sơ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Con Tum từng phát hiện nhiều vụ phá rừng ở huyện Con Plong. Điển hình như vụ phá rừng xảy ra ở khoảng 13 tiểu thu 486 thị trấn Mang Đen. Dội ban người dân thị trấn Măng Đen quản lý với 18 cây gỗ bị khai thác thiệt hại 19 mét khối. Công an đã khởi tố vụ án, theo tố bị can 3 người về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Ngoài ra, vụ hiểm hoại rừng ở tiểu khu 477 xã Măng Cành, huyện Con Long. Đến nay, công an khởi tố 11 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 7 người, cấm đi khỏi nơi cư trú là 4 người. Tiếp tục là tin về xã hội, tin lời nhà nước vay nợ đóng tàu bán biển. Ông ở Quảng Ngãi đã mất nhà. Ông Phạm Trí Thức, chủ một tàu cá ở xã Tịnh Kỳ kể với báo Venezuela vào ngày 26 tháng 3 về nỗi khốn đốn mất nhà sau khi nghe lời chính quyền khuyên đóng tàu vỏ thép để bám biển. Ông trí thức được ghi nhận là người dân tiêu biểu năm 2012 có kinh nghiệm hơn 30 năm đi biển và từng được trao cướp vàng thủy sản Việt Nam. Ngoài ra, ông Thức cũng từng được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp biển đảo, được hiểu là một dạng tuyên dương người dân xa khơi đánh cá tại Biển Đông, bất chấp bị tàu hải cảnh Trung Cộng đe dọa. Giữa tháng 3, ông nhận thông báo cưỡng chế của chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi về việc kê biên căn nhà 122m2 do ông mất khả năng chi trả khoảng vay 15.8 tỷ đồng. Đây là khoản tiền trước đó ông vay ngân hàng để đóng con tàu vỏ thép trị giá là 16.6 tỷ đồng. Nay khi ông không thể trả nợ vay, ngân hàng bán đấu giá con tàu này chưa đến 2 tỷ đồng. Theo VN hồi năm 2014, chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định nhằm khuyến khích những người dân như ông Thức vay vốn ngân hàng để đóng tàu vỏ thép có công suất lớn để vươn khơi bám biển. Chính sách nêu trên có phương châm vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Người dân đóng tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên, được hứa hạn vay vốn ngân hàng thương mại tối đa là 95% tổng giá trị đầu tư đóng tàu với lãi suất là 7% mỗi năm. Trong đó, chủ tàu trả 1% mỗi năm ngân sách nhà nước cấp 46% mỗi năm. Thực tế, sau một năm vay vốn đóng tàu vỏ thép năm 2017, tàu của ông thức xa khơi. Năm đầu tiên, thuyền viên chưa quen tàu vỏ thép nên đánh bắt không hiệu quả, nhưng chủ tàu phải trả lương gấp đùi. Hồi năm 2018, ông thức rơi vào tình trạng nợ quá hạn nên bị ngân hàng BIDV Quảng ngãi khởi kiện lần đầu. Hai bên sau đó hòa giải. Phía ngân hàng rút đơn kiện cho thấy ông có thiện chí trả nợ. Đến tháng 11 năm đó, ngân hàng tiếp tục cho ông vay vốn lưu động để mua ngư lưới cụ đến cuối năm 2018, tàu của ông bị ngập lóc xoáy, bị mất 158 tấm lưới thiệt hại 2 tỷ đồng. Ông Thức cho rằng mình có giấy xác nhận của nhà chức trách về thiệt hại nhưng cơ quan bảo hiểm từ chối chi trả. Còn ngân hàng không tạo điều kiện để ông khắc phục hậu quả, nên tàu cá đành nằm bờ dần đến nợ quá hạn không có khả năng trả. Sau đó, ông bị ngân hàng khởi kiện lần thứ nhì vào năm 2019 nên đã gửi đơn cứu xét đến nhiều nơi. Phản hồi đơn chi nhánh quảng ngại của ngân hàng BIDV khẳng định, nghị định của chính phủ nêu tàu cá là tài sản thế chấp nhưng không cấm việc người dân và ngân hàng thỏa thuận có tài sản đảm bảo khác, ví dụ là sổ đỏ, tức giấy tờ sở hữu nhà đất. Còn về cơ chế xử lý rủi ro, căn cứ giấy tờ chủ tàu cung cấp ông Thức không thuộc diện được giải quyết rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tiếp nối chương trình là một ý kiến của đồng mạng Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bàn luận của tác giả Nguyễn Trường Sơn đang trên trang cá nhân vào ngày 26 tháng 3 về việc người dân nên chọn một thể chế độc tài hay dân chủ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Có thể những người ủng hộ Putin đã đúng khi cho rằng từ đầu cuộc chiến thì Nga mới chỉ đánh nhữ. Họ cũng có thể đúng khi cho rằng Nga cố tình đưa vào chiến trường vũ khí cũ còn vũ khí mới sẽ dùng sau. Họ cũng có thể đúng khi cho rằng Nga đang đánh lạc hướng quần nhiều của anh trong khi mục tiêu thật là khác như thế nào đi nữa thì mẫu số chung đó là để thực hiện các kế sách của mình thì putin đã nướng mười mấy ngàn binh sĩ người ủng hộ putin cũng có thể đúng khi cho rằng để đạt được mục đích vì thì tổn thất nhân mạng là chấp nhận được và chúng ta cần phải hiểu rằng giữa putin và người ủng hộ ông ta có một điểm tương đồng đó là họ coi mạng sống con người chỉ như sơm xạ bạn muốn sống trong một xã hội được cai trị bởi kẻ không coi mạng sống của bạn ra gì hay bạn muốn lãnh đạo nước mình đặt an nguy của dân chúng lên trước hết đó là lựa chọn của bạn Và sau đây là trên biếm của tác giả Đàm Ngọc Tuyên đang dân trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 3 về cuộc sống vinh thân phì gia của các quan chức Cộng sản trong lúc người dân ngay càng cùng khổ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quan chức vẫn ổn, thật sự là ổn. Hồi Sài Gòn bị phong tỏa, người dân chỉ biết hỏi thăm nhau có ổn không, có còn gì ăn không, trong cảnh khốn khó. Còn quan chức thì hầu hết có vẻ ổn trừ số ít thiếu ăn như vị giám đốc và thuộc cấp ở sở nọ từng người phải muối mặt nhận gần 5 triệu bạc tiền trợ cấp làm quen mà nghèo cũng thành cái tội tội làm quen mà nghèo cái nghèo khiến cho phẩm giá bị bỏ đói và chọn lựa gục chết dịch bệnh chưa qua thì một cơn dịch khác có tên bạo giá cuồn cuộn kéo đến bộ vay cấu cạo lên hình hài thân thể của thành phần lãnh đạo đất nước này thế giới cũng chẳng có khá khẩm gì hơn trước cơn bão giá khi báo chí nước ta thông tin có nhiều trẻ em ở anh đói khát muốn ăn mà không dám nói ra còn tại mỹ thì đến mua chai nước mắm cũng phải đáng đo dữ lắm nhưng nếu so với công nhân ở Việt Nam thì chúng ta vẫn còn tiền mặt đi chợ dù phải chất bóp. Nhưng hạnh phúc đã vỡ òa vì thực tế vẫn không thấy có bóng dáng vị quan chức nào phải chịu cảnh thiếu thốn này chất bóp từng đồng. Hạnh phúc của dân tộc là đây chứ đâu xa. Ôi chao sức đổi đời thường quan. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị ưu tư của nhà báo Mai Quốc ứng đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 3 về nghịch lý tại các thành phố ở Việt Nam, trong khi cây xanh cổ thụ thì bị chặt phá, còn cây cột điện lại bao phủ cỏ xanh giả tạo. Mời quý vị cùng chia sẻ. Cây thợ có thể cuốn dây điện, cây cột điện thì trang trí cỏ giả bằng nhựa. Còn cây thật á, thì ngoài việc mất hàng cây đường Tôn Đức Thắng thì còn vô số vụ tìm hóa chất vào cây cho quéo cây Báo Chana có phản ánh thì không nhớ nổi. Nếu thành phố thực sự không có ý tưởng về xanh hóa thành phố thì hãy mời những người cống hiến về môi trường và các chuyên gia môi trường ngoài hệ thống nhà nước để lắng nghe họ. Thay vì đợi những trí thức phải bức xúc nhắn tin thì anh nên bí thư anh mãi chủ tịch có bộ phận thư ký tổng hợp mạng xã hội cơ mà. Và sau đây là lời kêu cứu, cứu của bà Lê Khanh do Facebook Xuân đi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 3 về thủ đoạn hẹn hạ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi chồng bà là cựu tù nhân lương tâm Trần Thanh Phương sau khi mãn hạn tù thì bị đưa đi quản chế tại Huế, cả ngang cái số từ nơi gia đình bà sinh sống vào Sài Gòn. Mời quý vị cùng chia sẻ. Chị Lê Khanh lên tiếng về việc anh Trần Thanh Phương trong chị ra tù 19 ngày, nhà cầm quyền vẫn chưa giải quyết cho anh Phương đoàn tù gia đình. Sài Gòn vào ngày 26 tháng 3, chồng tôi đã ra tù 19 ngày mà chưa giải quyết được gì. Nay buồn quá tôi muốn chia sẻ cho cô bác và anh chị em biết. Chồng tôi là Trần Thanh Phương sinh năm 75. Chồng tôi bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2018 bị bắt cùng nhóm hiến pháp tòa tuyên án chồng tôi là 3 năm 6 tháng tù và 2 năm quản chế. Ngày 7 tháng 3 chồng tôi đã chấp hành án xong và đã ra tù. Ngay ra tù, vợ chồng tôi và hai con tôi vẫn mong mỏi chờ đợi ngày gia đình đoàn tụ. Những ngày cuối ở trong trại giam, chồng tôi cũng nắm mức ăn, mất ngủ, mong chờ ngày về đoàn tụ với vợ con con mẹ con tôi cũng vậy mong chờ ngày ba về gia đình sum họp bao nhiêu dự định về cuộc sống sắp tới của gia đình sẽ vui và hạnh phúc vì mong rằng sắp tới vợ chồng làm ăn ra tốt hơn vì thời gian chồng tôi đi tù mẹ con tôi rất khó khăn khổ sở về mọi vấn đề nhưng vẫn cố gắng để vượt qua nhưng thật trớ trêu vì cả hai gia đình hai vợ chồng tôi đều không nghĩ ra vì khi ra tù công an đã đưa chồng tôi về huế để quản chế Trước đây, chồng tôi đã sống và làm việc ở Sài Gòn 28 năm qua, đã lập gia đình cưới vợ sinh con và đã mua nhà ở tại số 255 Sẹt 5, quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, và đã sống ở đó bao năm qua. Nhưng thật buồn và bức xúc, ngày chồng tôi ra tù, phía trại giam và công an đã đưa chồng tôi về nơi quê quán cư trú tại thôn Đông Lái, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Vợ chồng tôi thực sốc vì khi bắt chồng tôi tại Bình Tân, Thành Hồ, nơi gia đình tôi làm ăn sinh sống bao năm nay, mà giờ khi ra tù lại đưa chồng tôi về nơi cư trú quê quán cũ ở Huế Chứ lại không đưa chồng tôi về nơi thường trú như bạn án có tòa tiên án mà trước đây Vợ chồng con cái chúng tôi đã sinh sống làm ăn bao năm nay Khi ra tù thì vợ chồng con cái tôi tưởng được xung hợp ở cùng nhau để cùng làm ăn sinh sống đua dạy con cái Nhưng thật buồn và đau đớn khổ tâm Giờ gia đình tôi đang phải lâm vào cảnh một chốn hai quê Tôi rất lo lắng và quá mệt mỏi Vì chồng tôi hiện nay đang bị bệnh trầm trọng là anh đi cầu ra rất nhiều máu và nhiều bệnh khác nữa. Từ lúc ra tù đến nay, chồng tôi đã làm đơn gửi lên xã huyện tỉnh, đề nghị cho chồng tôi vào Sài Gòn khám chữa bệnh. Nhưng đến nay đã bao nhiêu ngày mà họ chưa giải quyết, nên tôi đang rất buồn và lo lắng bệnh chồng tôi sẽ nặng và trầm trọng hơn. Tôi là Lê Khanh, vợ của anh Trần Thanh Phương, đề nghị xã Phong Thu, huyện Phong Điện, tỉnh Thừa Thiên Huế, mong các cơ quan giải quyết cho chồng tôi được đi chữa bệnh mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng vợ chồng tôi tôi xin chân thành cảm ơn quý cha quý thầy cô dì chú bác và anh chị em bạn bè trong và ngoài nước đã yêu quý chia sẻ giúp đỡ và đồng hành với vợ chồng tôi bao năm qua bằng nhiều cách này hay cách khác một lần nữa tôi xin cảm ơn rất nhiều Vừa rồi là một ý kiến của đồng mạng tiếp nối chương trình là một nhận vấn đề của anh ta mở đầu là phím luận có tự đề văn thơ và bạo lực của nhà văn tượng đăng tiến. nói trên trang Facebook cá nhân vào ngày 22 tháng 3. Tôi được một tác giả nổi tiếng, tiêu dao bảo cự khen là có tư chức của một nhà văn thường thường. Dù biết ông nói chơi, lúc đã hơi quá chén, tôi vẫn vui râm ran và sướng âm ỉ gần cái buổi chiều. Sự thật tôi chỉ là một tay nghiệp dư, cầm bút bữa được bữa cái và phần lớn thì giờ đều dành cho việc cầm chai. Từ hơn nửa thế kỷ nay. Chứ bỏ sót bữa nào, trừ những ngày tháng lẻ tẻ ngồi tù thì không kể. Đã vậy, cứ sau khi cạn mấy ly đầy rồi đầy mấy ly cạn, và lại cạn thêm vài ly đầy nữa là thế nào tôi cũng bắt đầu phát biểu linh tinh về mọi vấn đề thời sự và luôn được mấy cha bạn cùng bàn ồn ào tán thưởng. Sẵn trớn, tôi còn lớn tiếng hứa hẹn là sẽ cô động mọi ý tưởng đặc sắc của mình thành những công trình văn học để in thành sách. Quý bạn đồng ẩm sẽ được tặng không mỗi người một cuốn với chữ ký của tác giả đàng hoàng. Tôi hứa ít nhất cũng đã cả ngàn lần như thế, nhưng chỉ hứa lèo thôi. Chứ mà đến nay vẫn chưa xuất bản được một tác phẩm nào ráo trọi. Hóa ra uống dễ hơn là viết, không cần chuẩn bị hay suy nghĩ chi nhiều. Cầm lý ực một cái rất nhẹ nhàng và lẻ làng như bỡn. Cầm bút là chuyện hoàn toàn khác, vất vả và cực nhọc không ít, nên đành phải xù thôi. Tôi có xù hoài khiến có người đâm ra ngượng ngùng và ái ngại dùm, nên khuyên nhủ chuyển qua làm thơ đi, cho nó đỡ phần vất vả. Thưa thật là tôi cũng đã thử rồi nhưng cũng chả đi đến đâu. Có bữa tôi tình cờ và bất ngờ đọc được một dòng nhắn tin ngắn ngắn qua Facebook từ một tác giả quen thuộc, Thái Kế Tọa do tưởng năng tiếng. Xin chào anh, tôi đã tuyển thơ anh in trong tập vân trăng lưu lạc tuyển tập thơ hải ngoại cho nhà xuất bản hội nhà văn Hà Nội xuất bản năm 94. Lê Hoài Nguyên thì viết, ổ, bộ thì sao về cả? Và nếu đúng vậy thì kể như tiêu. Sáng tác của tôi được đã được vô tuyển tập và được hội nhà văn Việt Nam xuất bản gần chục năm rồi mà không thấy có tiếng vàng hay tiếng dụi nổi sức. Cũng chả thấy ai xích xòa, khen ngợi hoặc tỏ quẻ, quan tâm hay bình luận một lời nào, nửa lời cũng không luôn. Thôi có Phùng Cung, Trần Dân, Hữu Loan, Tùng Nguyễn, Phùng Quán, Nguyễn Chí Thiện, Tô Thủy Yên đều được người đời nhắc nhở dai dai, dù các vị đều đã khuất núi. Tôi thì vẫn còn sống nhăn nhưng chả được thiên hạ nhắc nhở gì đến cả. Thế nhân đã hờ hững như vậy thì còn cố nấn ná làm chi cho má nó khi Thôi, dẹp mẹ cái chuyện thi phú của một bên đi cho khỏe cái thân già Hơn nữa, nói thiệt tình Chứ chả phải là nói dỗi đâu Tôi cũng không mặn mà gì lắm với cái kiếp thi nhân bầm dập ở xứ sở của mình Trần dần ẩn mình trong bóng tối cho đến khi nhắm mắt Hữu loan, phun quán, tuấn bấn, thường xuyên Cả hai chỉ có thể uống rượu suông thôi mà còn là rượu chịu Do họ luôn sẵn sàng, lao lực, đến đổ mồ hôi hay sôi nước mắt Phùng Cung, Tương Nguyễn, Nguyễn Chí Thiện, Tô Thùy Yên đều đã trải qua những quãng đời tù mà đơn vị thời gian được tính theo từng thập niên dài dặt thay vì ngày tháng. Nghĩ mà thấy thương cái đám thi sĩ Việt Nam muốn ứ nước mắt luôn chứ có quý báo gì đâu mà mộng mơ chuyện thơ với thẩn. Xin cứ để em làm thường dân đi cho đỡ cực. Cái thân đúng không? Không, Why? Bởi vì những chuyện trên tuy hoàn toàn chính xác nhưng đã xa xưa cũ kỹ lắm rồi. Và nghệ sĩ giờ đây không còn bị nhà nước ngược đãi như trước nữa. Họ đã được cởi trói hết rồi. Đảng đã, đã dũng cảm, nhìn vào sự thật và quyết tâm đổi mới từ lâu. Xứ sở giờ đã thay da đuổi thịt cả nước không chỉ được ăn ngon, mặc đẹp mà còn được chăm sóc tận tình về đời sống tinh thần. Tất cả mọi sinh hoạt, văn hóa, nghệ thuật đều được biểu dương và cổ vũ. Chỉ cần xem qua vài hàng tựa trên trang nhất của báo chí nhà nước là cũng đã cảm thấy được cái tâm rộng rộn ràng của cả nước luôn. Chúng ta khảo các văn học Việt Nam lan tỏa với bạn đọc thế giới. Văn học phải đi trước, biến tinh hoa văn hóa dân tộc thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Phát triển văn hóa, nâng cao giá trị con người, Trong lo đời sống văn hóa tinh thần đồng bào dân tộc vùng cao, cao hay thấp bất kể, kinh hay thượng cũng thế, cũng đều được chăm sóc tận tình, đám dây đồng cũng phải luôn, theo như bản tin. Văn học cần người trẻ dân thân để bước ra thế giới của báo công an nhân dân. Ngày 9 tháng 1, Hội Nhà văn Việt Nam đã vinh dự đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học và đề tài thiếu nhi và trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng nhà nước đối với văn học và những người cầm bút. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong ước trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel văn chương mang về niềm tự hào cho đất nước. Ấy vậy mà chỉ vài tuần sau, một tác giả trẻ, nhà thơ Thái Hạo, mới vừa rời nhà thôi, chứ chưa, chưa kịp bước ra thế giới đã gặp sóng gió bất kỳ, ngay theo như nguyên văn cách dùng từ và lời tuần thuộc của chính nạn nhân. Tôi đã im lặng và định im lặng hẳn, nhưng vì càng lúc càng có nhiều bạn bè lo lắng gọi điện nhắn tin hỏi thăm tôi về việc vì sao không thể có mặt tại lễ trao giải thờ của văn Việt. Sáng ngày 2 tháng 3, tôi từ nhà đi sân bay, ra cách nhà được khoảng 1 km thì cảnh sát giao thông cùng cảnh sát trực tự áo xanh ra chặn lại. Tôi vừa bước xuống xe thì có hai người đàn ông lạ mặt, mặc thường phục từ bên kia đường chạy qua, một người giữ một người nắm, đấm liên tục vào hội và mặt tôi. Vừa đấm vừa chửi thề trước mặt rất nhiều công an. Sự việc làm tôi hết sức bất ngờ, không biết tại sao mình bị đánh, cũng không biết ai là người đánh mình và đánh vì lý do gì. Ban đầu tôi đã tự hỏi rất nhiều rằng ai và tại sao, nhưng về tới nhà yên tĩnh, bỗng là một nỗi buồn không thể tả được xâm chiếm tôi. Mọi thứ như vỡ nát. Ngoài bút của Thái Hạo tất nhiên không thể bị khuất phục bởi những cú đấm liên hồi của chế độ hiện hành, nhưng thế giới quan ông cũng đã vỡ nát chả khác chi cái môi trường sống đầy dẫy bạo lực đã vây quanh suốt đời lớp người đi trước như phùng quán có nơi nào trên trái đất này mật độ đắng cay như ở đây chính người 10 cuộc đời rạng vỡ bị ruồng bỏ và bị lưu đày với mật độ đắng cay và giữa lòng cái chế độ độc đoán và tàn bạo này như ở đây mà chủ tịch nước nói chuyện nobel văn chương thì nghe thiệt mỉa mai hay nói chính xác hơn là ông ấy dịu dai và dịu dở. Tiếp nối chương trình những vấn đề quanh ta hôm nay, Thiên Hà xin gửi đến quý khán thính giả bài bình luận của tác giả Huỳnh Liên có tựa đề Bàn làm việc giản dị của Tổng Bí Thư, đăng trên trang Việt Nam Thời báo ngày 20 tháng 3, 2022. Mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Bàn làm việc giản dị của Tổng Bí Thư Báo chí nhà nước khen rằng phòng làm việc của Tổng Bí Thư đơn giản chỉ có sách vở, trong bài lần đầu thấy phòng làm việc giảng dị của Tổng bí thư đăng trên tờ Vietnamnet hôm 12 tháng 3, 2022, tác giả ký tên Nguyễn Đăng Tấn có đoạn viết. Điều đặc biệt ở căn phòng ấy chính là sách, rất nhiều sách. Sách trên kệ, sách trên bàn làm việc, trên tường có một bức ảnh bác hồ. Đúng là một căn phòng bình dị. Không rõ đây có phải là nhà thơ Nguyễn Đăng Tấn hay không, bởi vì một lãnh đạo chính trị mà trên bàn chỉ có sách vở hàng lâm, Thay vì báo chí thì đó sẽ là một nguyên thủ thích đóng khung trong tháp ngà của lý thuyết khô cứng. Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi. Đó là những lời thơ trong tác phẩm Force của đại thi hào John Wolfgang, cướp năm 1749 đến năm 1882. Nó như muốn nhắc nhở con người, cần phải biết cảnh giác với mọi hiểu biết, cũng như áp dụng lý thuyết thậm chí kể cả với những điều được coi là chân lý. Và ở đây xem ra cũng không loại trừ những gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi là khuôn vàng thước ngọc trong những tập sách dày cộm chất đầy bàn làm việc của ông. Bàn luận tiếp về chuyện lý thuyết sách vở chất đóng trên bàn làm việc của Tổng Bí thư. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng thích tháp ngà kiến thức hàng lâm của một người theo đuổi lý luận chủ nghĩa cộng sản thì xin được trao đổi cùng ông rằng với những tiếng nói phản biện phải vướng lòng lao lý bởi những điều luật hình sự số 117, số 331, thì thử hỏi có khi nào ông nhớ lại câu nói của nhà toán học nổi tiếng George Polya 1887-1985. Thật ngu xuẩn nếu chỉ khư khư ôm lấy giả thuyết của mình. Người viết bài này nghĩ rằng có thể vì nhiều lý do khác nhau khiến việc từ bỏ định kiến của con người không thể dễ dàng nhất là với một đảng viên ngưỡng tuổi 80 như ông Tổng Bí thư hiện tại. Cũng bởi định kiến nên biết bao kẻ bị nhồi nhét bởi những lý thuyết lỗi thời, hay giáo điều, vẫn cứ ôm lấy những lý thuyết đó như một thứ chân lý tuyệt đối, thậm chí còn bảo vệ điên cuồng bằng bạo lực với những ai chống lại nó. Người ta chỉ nghe thấy điều họ muốn nghe. Người viết bài này tin rằng với nền giáo dục của miền Bắc thời kỳ bao cấp, Đặc biệt là giai đoạn nam tiến thập niên 50, 60, thế kỷ trước thì nhiều thế hệ khó thể thoát được lối mòn của một nền giáo dục định hướng của ý thức hệ. Rất ít, thậm chí không có tinh thần khai phóng và điều đó sẽ tạo ra những lớp người học chỉ tin vào những thứ họ được học, được dạy. Do thiếu được giáo dục tư duy phản biện, họ dễ trở nên cuồng tính theo những quan niệm của các ông thầy dạy mà không cần biết rằng chính cái chỗ dựa được họ coi là nền tảng ấy cũng chẳng có gì đảm bảo là đúng đắn, khách quan cả. Đã thế, họ còn mang thái độ ghẻ lạnh với những quan điểm khác biệt và nguy hại hơn nữa khi họ máy móc áp dụng lý thuyết giáo điều hạn hẹp của mình vào thực tiễn đời sống xã hội. Dẫu lý thuyết có sâu rộng đến mấy, sách vở hàng lâm có chất đầy bằng việc đến đâu đi nữa thì cũng luôn có nguy cơ bị lạc hậu trước thực tiễn cuộc sống. Chính vì thế mà từ lịch sử của loài người cho thấy biết bao lý thuyết đã phải lần lượt ra đi, nhường chỗ cho những nhận thức mới. Nói theo cách của tháp ngà hàng lâm thì mặc dù từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn như Henry David Thoreau 1817-1862, nhà văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, nhà sử học, nhà triết học, nhà địa hình học, mũ mực người Mỹ đã khuyến cáo. Nhưng tiếc thay người ta chỉ nghe thấy điều mình hiểu, cái mà cơ đã cảnh báo, như cách lập luận của nhà toán học Dương Quốc Việt, con người thường bị dẫn dắt bởi những tham vọng bất kham, tạm gọi là cái khuyết tật vốn có của loài người mà tạo hóa đã ký gửi, vì thế mà thời đại nào cũng có thể xuất hiện những thế lực muốn thống trị và dẫn dắt xã hội dựa trên những học thuyết lỗi thời, xa rời bản chất tự nhiên. Vậy thì cây đời ở đâu trong đống sách vở đó trên bàn làm việc của Tổng Bí thư? một thư viện riêng cho tổng bí thư sẽ giúp trên bàn làm việc của ông có thể rộng rãi hơn cho việc đặt một bộ máy vi tính giúp ông hiểu dân tình hơn qua những lời bình luận những ý kiến đa chiều trong các bài báo thuộc nhà nước lẫn báo lệ trái mà ông từng định kiến rằng đó là thế lực thù địch là diễn biến hòa bình Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện với tùy bút có tựa đề Thụy Sĩ và Trung lập Chính trị trong cuộc chiến Ukraine của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên do Facebooker Đàm Ngọc Tuyên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ngày 21 tháng 3, 2022. Mời quý vị cùng theo dõi. Thụy Sĩ và Trung lập Chính trị trong cuộc chiến Ukraine Chiều nay lên phố, tôi bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ đang đứng một mình trước nhà thờ Saint-François cổ kính chị đeo một tấm bích chương với những dòng chữ viết bằng tay. Neutrality indifference kills to Chesui, Ukraine. Trung lập sự thờ ơ giết hại tôi là người Ukraine. Trong một buổi chiều thứ bảy mát dịu của ngày cuối đông, chị đứng đó im lặng, dòng người hối hả qua lại. Tôi cùng vợ và các con cũng lặng lẽ ngắm chị. Một sự xúc động dân trào, cái khẩu hiệu Chesui, Ukraine đã trở nên quá quen thuộc trong những ngày này. Từ khi Putin ra lệnh tấn công Ukraine, nó bắt nguồn từ Shesui Charlie, tôi là Charlie, sau khi tòa soạn của tờ báo châm biếm nổi tiếng của Pháp bị bọn khủng bố Hồi giáo cực đoan tấn công vào ngày 7 tháng Giêng 2015. Tôi là người Ukraine như một lời ủng hộ và chia sẻ cho những nạn nhân người Ukraine, những người đang anh dũng và bất khuất chiến đấu chống lại quân đội xâm lược Nga. Tất cả chúng ta đều là người Ukraine, chị là người Thụy Sĩ và trên tấm bích chương chị đã bộc lõ quan niệm về thái độ trung lập của Thụy Sĩ. Trung lập và thờ ơ vô cảm sẽ dẫn đến sự giết hại, giết hại dân lành và tàn phá cả một quốc gia. Đó chính là nỗi lo đáng sợ của nhiều công dân Thụy Sĩ trong cuộc chiến tranh này. Họ kêu gọi chính phủ liên bang phải lên án chính quyền của Putin và trừng phạt nước Nga. Họ kêu gọi chính phủ phải đón nhận những người lánh nạn chiến tranh đến từ Ukraine tất cả mọi đảng phái chính trị đều cảm thông với nỗi đau dân của dân tộc Ukraine. Tôi nhìn chị và cảm thấy một cảm xúc tự hào khó tả. Người dân xứ này không bao giờ quên nỗi đau của nhân loại. Cùng vào thời điểm đó tại quảng trường Liên bang tại thủ đô Bern, hàng ngàn người Thụy Sĩ đang biểu tình ủng hộ nhân dân Ukraine, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky qua video phát biểu trực tiếp cảm ơn nhân dân và chính phủ Thụy Sĩ đã ủng hộ Ukraine. Ông Ignacio Cassis Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ cũng có mặt tại cuộc biểu tình. Tôi chia tay chị và tự nhủ chính phủ Thụy Sĩ đã và đang có nhiều biện pháp trừng phạt Nga, bất chấp vai trò trung lập, chính trị lịch sử. Cầm tờ báo Le Times, trong quán cà phê nhỏ tôi đọc bài viết của ông Ignacio Cassis, một sự tình cờ ngẫu nhiên, chỉ vài phút trước đó, tôi còn đứng trước người phụ nữ đang một mình bày tỏ thái độ về cuộc chiến tàn khốc tại Ukraine. Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Ignacio Cassis đã viết rằng bảo vệ tự do có một cái giá và Thụy Sĩ sẵn sàng chấp nhận nó. Trước khi tấn công Ukraine, Putin đã hối thúc Thụy Sĩ chọn thái độ ủng hộ Nga. Kết quả đi ngược lại với những gì người Nga hy vọng, tấn công tàn bạo, mang rợ, điên cuồng tàn phá. Ignacio Cassis đã chọn những từ ngữ rõ ràng và cứng rắn cho bài báo được đăng vào ngày thứ Bảy trên tờ Le Times và tờ Schweiz am Wochenende giống như tổng thống hoa kỳ ông joe biden hôm thứ sáu đã yêu cầu tập cận bình chọn bên ông tổng thống liên bang thụy sĩ đã nhận định cuộc xâm lược ukraine là cuộc đối đầu giữa sự dân chủ và sự dã man và nói rằng ông đứng về phía thế giới tự do trong bài viết ông nhắc lại sự bùng nổ của chiến tranh phản ứng của cộng đồng quốc tế của thụy sĩ và những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra ông chủ yếu nói về những nỗi đau không thể chịu đựng được của những người tị nạn ukraine ông cũng đề cập đến nguy cơ lớn về nạn đói đối với người dân của các quốc gia phụ thuộc vào lúa mì và ngũ cốc của ukraine và nga đối với hội đồng chính phủ liên bang tình hình đã rõ ràng thụy sĩ không thể chịu đựng được cuộc chiến này mà không phản ứng hội đồng liên bang không có quyền làm như vậy và phải có lập trường ông viết đối mặt với một sự tàn phá điên rộ thụy sĩ không thể nào chấp nhận ngồi yên và khoanh tay đứng nhìn ông ignacio kassis khẳng định thái độ của quốc gia này ngay cả khi lập trường đó đồng nghĩa với việc phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng. Thời gian và mức độ khốc liệt của cuộc chiến sẽ quyết định tác động kinh tế đối với Thụy Sĩ và mọi thứ đều không có gì là chắc chắn. Tuy nhiên, theo ông Ignacio Cassis, ba điều có thể xảy ra và đó không phải là những tin vui. Chúng ta sẽ đối mặt với lạm phát và giá năng lượng tăng một cách lâu dài và rõ ràng và chúng ta sẽ phải tính đến những tác dụng lâu dài đặc biệt do sự phụ thuộc vào dầu khí. Theo ông Tổng thống, sẽ không có giải pháp đũa thần nào cho những gì đang xảy ra. Ông đã kết luận bài viết, ngày 24 tháng 2, bộ mặt của thế giới đã thay đổi và không theo chiều hướng tốt nhất. Chúng ta phải bảo vệ cho tự do và dân chủ một cách dũng cảm và không mệt mỏi. Điều này có một cái giá, một cái giá mà Thụy Sĩ đã sẵn sàng chấp nhận có thể đánh giá một cách khách quan rằng chưa bao giờ quốc gia bé nhỏ và phùng thịnh này lại bày tỏ thái độ đoàn kết dứt khoát với Liên Âu trong vấn đề lên án cuộc xâm lăng Ukraine, cũng như các biện pháp chế tài nhắm vào các quan chức Nga và Putin. Và trong cuộc chiến này, Thụy Sĩ lại một lần nữa thể hiện vai trò của một quốc gia có truyền thống nhân đạo khi đón nhận gần 10.000 người Ukraine chỉ trong một tuần qua. Chỉ trong một ngày, ngày 9 tháng 3, 2022, ngày quốc gia đoàn kết với Ukraine tổ chức từ thiện đã quyên góp được hơn 50 triệu quan để viện trợ cho người dân Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia và những giá trị dân chủ. Ukraine không hề đơn độc khi nhân dân thế giới tự do luôn đồng hành và ủng hộ cho người dân xứ này. Trong đó có người dân Thụy Sĩ, vì đó là lương tâm và vì trung lập không đồng nghĩa với thợ ơ vô cảm. Theo lời của Tổng thống Ignacio Cassis, tôi sẽ nhớ mãi lời tuyên bố này. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt. Thiên Hà xin gửi đến quý vị phím luận của tác giả Phạm Minh Vũ đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 25 tháng 3, 2022 về bà Nguyễn Phương Hằng và Điều 331 của Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Nguyễn Phương Hằng và Điều 331 Sau khi livestream kêu tên con ông Khải tên là Mãi ra vì sự tráo trở phản bội, phủi sạch tay đối xử tệ với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, thì bà Hằng đã đi quá lằn ranh an toàn cho bản thân. Trong livestream đó, bà Hằng đe dọa tới quan lộ ông Mãi. Thì đương nhiên, việc một doanh nhân mà đối đầu với thế lực chính trị như việc trứng chọi đá. Tôi cho rằng, bắt bà Nguyễn Phương Hằng là đúng, nhưng công an thành phố sử dụng điều 331, tức điều 258 cũ để khởi tố là một sự sai trái. Tôi từng bị bắt giam và kết án bởi điều 258 tôi hiểu. Điều luật này nhà cầm quyền vẽ ra để mục đích duy nhất trấn áp tiếng nói phản biện của người dân. Tôi theo dõi quá trình hoạt động trên mạng xã hội của Nguyễn Phượng Hằng Tôi cho rằng bà Hằng bị khởi tố vì tội vu khống thì đúng hơn, vì cơ quan điều tra đã kết luận những gì bà Hằng tố cáo các nghệ sĩ là không có cơ sở, vì nó là hành vi vu khống. Đương nhiên chúng ta không biết họ có ăn chặn tiền từ thiện như Nguyễn Phương Hằng tố cáo không, vì khó ai có thể minh định được. Chỉ trong chờ vào luật pháp, mà luật pháp ở Việt Nam nó là một thứ lạ lắm, có tiền, có quyền là ngồi trên luật được bà hằng từng bị một số bò đỏ lôi kéo vào một cuộc thanh trừng mang tính trả thù cá nhân trimmer duy nguyễn là một trong số đó vì sự trả thù cá nhân sau khi đám tang nghệ sĩ chí tài duy nguyễn bị đe dọa dạy lại đạo đức nên trong lòng xin hận thù để khi bà nguyễn phương hằng nổi lên trên mạng chúng tìm tới bắt đầu kêu tên kể cả trương quốc huy một youtuber nổi tiếng ở mỹ bà hằng là một nhân vật khó hiểu có một giai đoạn tuyên giáo tuyển mộ bà để đánh phá về tôn giáo. Vụ bề đặt nói về bí tích giải tội của người công giáo là một bằng chứng. Thành công của Nguyễn Phượng Hằng mà tuyên giáo đạt được đó là phá tan được thiền am. Tất cả những tố cáo bịa đặt của Nguyễn Phượng Hằng nhắm vào Thiền Am, rồi kéo tới gây rối tụ tập gây mất trật tự sau đó an ninh long an khởi tố 4 người trong thiền am chẳng ăn nhập gì với những lời tố cáo của nguyễn phương hằng và dư luận tưởng tượng ra nhưng sau khi nguyễn phương hằng đụng tới lợi ích của quan chức gọi thẳng tên bà doan ăn chặn tiền mổ tim giờ thì gọi tên mãi phụ bạc mà những gì tuyên giáo mong đợi từ nguyễn phương hằng đã hoàn thành thì đến lúc vắt chanh bỏ vỏ đó là bản chất của cộng sản công an thành hồ đã nhiều lần triệu tập nguyễn phương hằng lên để nhắc nhở và cần sự hợp tác nhưng nguyễn phương hằng ảo tưởng về bản thân nên livestream tố cáo hết người này đến người khác thì họ cũng chẳng cần người hoang tưởng như thế để làm việc rồi cuối cùng là thịt ở việt nam này ta nên nhớ rằng luật pháp không tồn tại công lý thuộc về kẻ mạnh kể cả có tiền nhưng khi đụng tới sinh mệnh chính trị của ai đó thì cần họ vẫn thịt Bà Hằng bị bắt có thêm một lý do chính là sự quy tụ để biểu tình và gây rối. Tạo áp lực lên chế độ đó là một lần ranh đỏ. Mà dù đảng viên ưu tú như cụ kình, nếu đảng muốn thì sẵn sàng đem lên đoạn đầu đài. Chứ đừng nói một doanh nhân như Nguyễn Phương Hằng. Tôi nghĩ tới lời bà Hằng gọi tên mãi trong đêm. Cho rằng mãi phụ bạc vì Nguyễn Phương Hằng đem tiền bạc cho tỉnh Bến Tre, thời mãi làm bí thư. Hình như Nguyễn Phương Hằng chưa biết tới cái tên Cát Hanh Long. Tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với bài bình luận thời sự có tựa đề Từ chiến tranh Ukraine lo số phận Việt Nam của nhà báo Hiếu Chân đăng trên trang Sài Gòn Nhỏ News ngày 23 tháng 3, 2022. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Từ chiến tranh Ukraine lo số phận Việt Nam Cuộc xâm lược của Vladimir Putin tại Ukraine làm cho dư luận quốc tế nghĩ tới một hành động tương tự của Tập Cận Bình ở Đông Á Cuộc xâm lược của Vladimir Putin tại Ukraine làm cho dư luận quốc tế nghĩ tới một hành động tương tự của Tập Cận Bình ở Đông Á. Nhưng trong hai khu vực bị Trung Quốc nhắm tới, đảo quốc Đài Loan và các nước Đông Nam Á có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông như Philippines và Việt Nam. Giới phân tích ngày càng nghiêng về khả năng Việt Nam mới là nơi xảy ra cuộc xung đột kế tiếp của thế giới. Trong một bài bình luận đăng trên báo Nikkei Asia Review hôm thứ hai ngày 21 tháng 3, ông Derek Grossman, chuyên viên phân tích quốc phòng tại tổ chức nghiên cứu Rand Corp, cựu cố vấn tình báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng khả năng xảy ra xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc cao hơn giữa Trung Quốc với Đài Loan. Điều đó có nghĩa là Việt Nam chứ không phải là Đài Loan có nguy cơ trở thành miếng mồi ngon của Trung Quốc trong tương lai, giống như Ukraine đang là mục tiêu xâm lược của Putin. Ông Grossman nhận định là nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em được cai trị bởi một đảng Cộng sản chuyên chế. Hà Nội đang chịu áp lực ngày càng tăng của Trung Quốc, nhất là chung quanh những yếu sách chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông. Trong khi Trung Quốc chưa đe dọa xâm lăng Việt Nam như cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine, nhưng hai quốc gia châu Á thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ va chạm chết người trên biển. Một sự cố trên biển có thể lan tới đất liền, làm gián đoạn không khí hòa bình kéo dài, vài thập niên nay trên biên giới chung của hai nước là điều không phải không hình dung được. Trái lại, một kịch bản như vậy có khả năng xảy ra nhiều hơn là một cuộc xâm lăng Đài Loan trong thời gian trước mắt. Có nhiều căn cứ thực tế ủng hộ lập luận của ông Grossman. Sợi dây trói 40 đảng Cộng sản Việt Nam có đường lối quốc phòng 40 không tham gia liên minh quân sự không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhiều người cho rằng đường lối 40 là cái sợi dây trói mà Hà Nội tự buộc vào trong một thế giới nhiều biến động khó lường. Do Việt Nam không là thành viên của liên minh quân sự nào, không có hiệp ước phòng thủ chung với bất kỳ cường quốc nào nên nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam thì Bắc Kinh không sợ bị nước nào chen vào can thiệp. Mặc dù quan hệ Mỹ Việt Nam phát triển mạnh trong các năm gần đây nhưng quan hệ Việt Mỹ vẫn nằm ở vị trí thứ yếu so với quan hệ Việt Nga, Việt Trung và Việt Ấn việt nam thậm chí cũng không có hiệp ước an ninh chung với nga dù mua rất nhiều vũ khí của nga nếu xảy ra xung đột ở biển đông thì việt nam chỉ có thể tự lực đương đầu với trung quốc mà không thể cầu viện sự hỗ trợ của bất kỳ nước nào Philippines cũng là nước có tranh chấp biển đông với Trung Quốc nhưng giữa Phi và Mỹ có hiệp ước phòng thủ chung từ năm 1951. Theo đó, Mỹ có nghĩa vụ hỗ trợ trong trường hợp lãnh thổ Phi bị tấn công quân sự. Đài Loan không có hiệp ước an ninh với Mỹ như Philippines, nhưng đạo luật quan hệ Đài Loan Taiwan Relations Act TRA, mà Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1979 trao quyền cho tổng thống Hoa Kỳ được quyết định sử dụng quân đội để bảo vệ Đài Loan khi được Quốc hội chấp thuận và hòn đảo này bị tấn công. Các chính phủ Mỹ từ năm 1979 đến nay, dù thuộc dân chủ hay cộng hòa đều ủng hộ Đài Loan, cung cấp cho đảo quốc này nhiều vũ khí tân tiến để tự vệ chống Trung Quốc. Mới đây tổng thống Joe Biden đã hai lần khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công quân sự việt nam không hề có được sự bảo đảm như vậy thể chế và giá trị đài loan và ukraine là những nước nhỏ nhưng theo thể chế dân chủ tự do chính phủ được người dân bầu lên một cách tự do và minh bạch cuộc xâm lăng ukraine bị thế giới văn minh coi là hành động của nhà độc tài vladimir putin chống lại những giá trị phổ quát về nhân quyền và thượng tôn pháp luật xâm phạm quyền tự quyết và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Vì vậy, thế giới đã gần như đồng lòng đứng về phía Ukraine, viện trợ khí giới, quân nhu cho cuộc kháng chiến và sẵn sàng tiếp đón bảo bọc người dân Ukraine tị nạn chiến tranh. Coi đó là cuộc chiến tranh của văn minh chống lại sự giả man chuyên chế. Nếu bị Trung cộng xâm lược trong tương lai thì có thể Đài Loan cũng nhận được sự ủng hộ tương tự. Gần đây nhất, chính phủ các nước Nhật và Úc đã công khai tuyên bố ủng hộ Đài Loan chống lại sự xâm lấn của Trung Quốc, chỉ vì thể chế chính trị của Đài Loan phù hợp với hệ giá trị mà các nước này theo đuổi. Khác với Đài Loan và Ukraine, Việt Nam cho đến nay vẫn đi theo mô hình độc tài đảng trị chuyên chế, giống hệ Trung Quốc và Nga bị coi là đứng về phía sai lầm của lịch sử chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam như đã xảy ra năm 1979 sẽ bị coi là xung đột giữa những người cộng sản anh em, giữa các thế lực chuyên chế mà thế giới bên ngoài không muốn can thiệp. Việt Nam do vậy sẽ không nhận được sự hỗ trợ của thế giới văn minh trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Chừng nào Hà Nội vẫn còn kiên trì thì đi theo mô hình toàn trị độc đảng, quay lưng với tiến bộ của nhân loại nếu không tham gia liên minh quân sự nào, nhưng đi theo con đường dân chủ và tự do, tôn trọng nhân quyền và các giá trị phổ quát của nhân loại, Việt Nam vẫn có cơ may được thế giới văn minh ủng hộ như trường hợp Ukraine. Nhưng tiếc thay, đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường khác. Thực lực quân sự, chiến tranh trước hết là sự đụng độ của các thế lực quân sự. Xét về quân sự Việt Nam, hiện nay không phải là đối thủ của Trung Quốc, như vài chục năm trước. Chi tiêu quốc phòng hàng năm của Trung Quốc hiện chỉ đứng sau Hoa Kỳ ở mức 230 tỷ, gấp 32 lần so với ngân sách 7 tỷ hàng năm của Việt Nam. Sau thất bại của chiến tranh biên giới 1979, Bắc Kinh đã giúp sức hiện đại hóa quân đội, tham vọng xây dựng quân đội đẳng cấp thế giới đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ. Từ một đội quân nông dân sử dụng chiến thuật biển người để áp đảo đối phương, Trung Quốc đã có một quân đội hiện đại sở hữu nhiều vũ khí tân tiến, nhiều hỏa tiễn hành trình, hỏa tiễn đạn đạo tầm trung và tầm xa, máy bay ném bom cỡ lớn, chiến đấu cơ tàng hình, tàu ngầm, hàng không mũ hạm và chiến hạm các kiểu, tất cả đều khá tân tiến và có số lượng áp đảo. Thậm chí, hải quân Trung Quốc có số tàu chiến nhiều hơn cả Hoa Kỳ. Đối đầu với một bộ quân như vậy, Việt Nam có gì? Hầu hết vũ khí của Việt Nam đều nhập cảng từ Nga. Theo một tin thông tin của đài RFA về quân đội Việt Nam, về không quân đáng kể nhất có khoảng 32 phi cơ SU-22, 43 phi cơ SU-27 và SU-35, 12 phi cơ SU-30, trong đó có các mẫu SU-22 và SU-27 đã ngừng sản xuất, nghĩa là đã quá cũ kỹ về Hải quân Việt Nam mua 6 tàu ngầm lớp kilo của Nga bàn giao năm 2017, hiện đóng tại Cam Ranh. Về bộ binh, chủ lực của Việt Nam là khoảng 80 xe tăng T-90 mới mua về, bổ sung cho đội tăng cũng của Nga còn lại từ thời nội chiến trước 1975. Tất cả các loại máy bay, tàu ngầm, xe tăng này đều phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp thiết bị, phụ tùng và vũ khí chủ lực của Nga mà trong hoàn cảnh nước Nga bị thế giới cấm vận ngặt nghèo do vụ xâm lược Ukraine, nguồn cung phụ tùng và vũ khí của Nga cho Việt Nam chắc chắn bị đứt quản. Chưa kể rằng về vũ khí, Moscow bán cho Hà Nội loại gì thì cũng bán cho Bắc Kinh loại đó, phiên bản tối tân hơn và số lượng lớn hơn nhiều. Thực tế chiến trường Ukraine còn cho thấy các loại vũ khí của Nga dù được quảng cáo rùm ben chỉ là những miếng mồi ngon cho các loại hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống tăng mà phương Tây viện trợ cho Kiev. Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, cho phép Việt Nam được mua sắm vũ khí sát thương của Mỹ. Nhưng đến nay, hầu như Hà Nội không mua các loại vũ khí Mỹ với lý do giá đắt, không tương thích với các hệ thống vũ khí Nga mà Việt Nam hiện có nhưng cũng có lý do ngầm là mua vũ khí của Mỹ, các quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam không có được khoản lại quả béo bở để bỏ túi như mua vũ khí của Nga. Chiếc thòng lọng của Trung Quốc Tuy đe dọa xâm lăng Việt Nam, nhưng trong những năm gần đây, Trung Quốc đã lập ra một chuỗi căn cứ quân sự bao vây Việt Nam từ nhiều hướng. Sau khi chiếm bảy đảo đá ở Trường Sa sau năm 1988, Trung Quốc đã thực hiện bồi đắp chúng thành những hòn đảo nhân tạo và xây dựng trên đó những căn cứ quân sự hiện đại cùng với căn cứ quân sự trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, khống chế hoàn toàn bờ biển Việt Nam. Mới đề nhất hôm 21 tháng 3, 2022, Đô đốc Hải quân Mỹ John C. Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã có chuyến thị sát vùng Biển Đông trên phi cơ tuần thám và cho biết Trung Quốc đã hoàn toàn quân sự hóa ít nhất 3 trong số các hòn đảo họ xây dựng bất hợp pháp, bố trí các hệ thống hỏa tiễn, chống chiến hạm và chống phi cơ, súng laser và hệ thống gây nhiễu điện tử, cùng là các chiến đấu cơ đe dọa tất cả mọi quốc gia hiện diện quanh đó. Ở hướng Tây, Trung Quốc đã thu phục được Lào và Cambodia quân đội Trung Quốc núp dưới vỏ bọc công ty nông nghiệp đã thuê mướn nhiều ngàn hecta đất rừng giáp biên với Việt Lào, Việt Cambodia, xây dựng những công trình mà không ai biết rõ để phòng khi hữu sự sau này. Trung Quốc còn đầu tư nâng cấp, cải tạo bến cảng và căn cứ hải quân RIM của Cambodia trên Vịnh Thái Lan, có thể phục vụ cho hải quân Trung Quốc sau này bất chấp sự phản đối quyết liệt của Hoa Kỳ. Ở hướng Bắc năm ngoái, Trung Quốc công khai thừa nhận đã xây dựng hai căn cứ quân sự quan trọng sát biên giới Việt-Trung, gồm một căn cứ hỏa tiễn và một căn cứ cho phi cơ trực thăng. Bề ngoài, Trung Quốc nói đây là các cơ sở phòng thủ, nhưng giới phân tích quân sự đều cho rằng sự ra đời của chúng là nhằm gây sức ép trên chính quyền Việt Nam. Một chiếc thòng lọng đã trồng vào cổ Việt Nam, chỉ cần có cơ hội là siết lại và một số quân đội rệu rã vì tham nhũng, đối đầu với một kẻ thù truyền kiếp có âm mưu thâm độc và sự chuẩn bị dài hơi như vậy, có thể trông mong quân đội Việt Nam có năng lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ giang sơn mà tổ tiên để lại hay không. Việt Nam là một trong số vài quốc gia cho phép quân đội làm kinh tế và hiện quân đội Việt Nam sở hữu rất nhiều tập đoàn, tổng công ty kinh doanh tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ từ viễn thông, xây dựng công trình, kinh doanh khách sạn, khu nghỉ mát, nhà hàng, tiệc cưới đến vận tải hàng hóa vân vân. Nước sông, cung lính, lợi dụng sức lao động miễn phí của binh sĩ và những lợi thế riêng của quân đội, các tập đoàn này cạnh tranh không sòng phẳng với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, tạo ra một thị trường méo mó và bất công. Nhiều doanh trại quân đội có diện tích đất rộng lớn ở nội thành, các thành phố lớn như Sài Gòn nay bỗng biến thành các khu thương mại khu dân cư cao cấp, thậm chí thành khu giải trí, sân golf. Chỉ nhằm kinh doanh, thu tiền mà không liên can tới hoạt động của quân đội. Chỉ cần dạo một vòng quanh các thu khu đô thị lớn đã có thể thấy quân đội làm kinh tế có quy mô khủng khiếp như thế nào. Quân đội làm kinh tế là môi trường đẻ ra và nuôi dưỡng tệ nạn tham nhũng, từ tham nhũng đất đai, tiền bạc tới mua quan bán chức và tham nhũng xói mòn uy tín của quân đội triệt tiêu sức chiến đấu của nó khi các sĩ quan không quan tâm tới việc tập luyện nâng cao sức chiến đấu của quân đội mà chỉ tập trung kiếm thật nhiều tiền cho bản thân, cho đơn vị và gia đình. Hàng chục quan cấp tướng thuộc nhiều binh chủng, nhiều quân khu gần đây đã đưa ra tòa án binh bị tù tội vì ăn chia không đồng đều trong các phi vụ quân đội làm kinh tế. Hiện người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam liên tục chế giễu các thực tế phủ phàn rằng sau một chiến tranh Ukraine, quân Nga có 6 tướng lĩnh bỏ mạng trên chính trường. Còn Việt Nam chưa chiến tranh mà đã bỏ hàng chục tướng lĩnh gục ngã vào tù đếm kiến vì tham nhũng. Với phương châm trung với đảng, quân đội Việt Nam thực chất chỉ là cánh tay bạo lực của đảng Cộng sản chống lại và đè bẹp mọi biểu hiện, phản kháng của người dân. Quân đội đó không được người dân ủng hộ và cũng sẽ không nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng thế giới như quân kháng chiến Ukraine hiện nay. Một đội quân như vậy chưa ra trận đã nắm chắc phần thất bại, nhất là khi đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh và vô cùng xảo quyệt như Trung Quốc. Lòng dân ly tán, thế mạnh của Việt Nam là chiến tranh du kích khi đất nước bị xâm chiếm. Nói theo ngôn ngữ của nhà cầm quyền cộng sản là chiến tranh nhân dân, trong đó mỗi người dân là một chiến sĩ chống quân xâm lược nhưng sau nhiều tập niên bị đàn áp tàn bạo dưới chính thể cộng sản người việt nam bây giờ hầu như không muốn cầm súng dù cầm súng để bảo vệ đất nước khi mà quyền cộng sản kết án cả những hành động thể hiện lòng yêu nước như biểu tình phản đối trung quốc gây hấn ở biển đông tập trung dân hương tưởng niệm những tử sĩ chống trung quốc đã bỏ mình ở hoàng sa trường sa biên giới phía bắc thì người dân không còn tin vào những lời tuyên truyền đường mật của nhà cầm quyền về lòng ái quốc và sự hy sinh nữa Người ta không thấy ý nghĩa nào trong việc đổ máu để bảo vệ một chế độ cộng sản cực quyền, một tập đoàn, những tên tham nhũng, cánh hẩu, đi ngược những giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền, nhất là khi chế độ đó tỏ ra ngay càng không lưng, uống gối trước kẻ thù chỉ để duy trì quyền cai trị trên đầu, trên cổ người dân. Không nên kỳ vọng người dân thường Việt Nam sẽ cầm súng ra trận, đổ máu để ngăn chặn quân xâm lược như người dân Ukraine đang làm và được cả thế giới cảm phục hiện nay. Lòng dân ly tán, ngán ngẩm là điểm yếu nhất trong công cuộc phòng thủ Việt Nam trước âm mưu bành trướng của Trung Quốc hiện nay. Triển vọng u ám của Việt Nam, một số quan sát viên cho rằng Trung Quốc không cần phải dùng sức mạnh quân sự để xâm lược Việt Nam khi Bắc Kinh đã thâu tóm bộ máy lãnh đạo chóp bù của đảng Cộng sản và cái cấm tay chân của họ vào bộ máy đảng và chính quyền Việt Nam các cấp khống chế và buộc chúng thực thi các ý định của Thiên Triều. Nhưng một khi có dấu hiệu Hà Nội đi chịch ra khỏi con đường đã định, gần gũi với Hoa Kỳ và phương Tây có thể Trung Quốc sẽ không để yên. Trung Quốc ngày càng lấn lướt trên Biển Đông, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và không ngoại trừ khả năng những va chạm trên biển có thể dẫn tới những xung đột lớn hơn, thậm chí chiến tranh cả trên quần đảo Trường Sa lẫn trên đường biên giới dài gần 1.300 số giữa hai nước nếu chiến tranh trung việt nổ ra một lần nữa việt nam sẽ không có sức kháng cự và cũng không có được quốc tế ủng hộ tiếp sức như đài loan hay ukraine cho dù thế giới có phản đối hành động của bắc kinh đi nữa tất cả những yếu tố trên chắc chắn đang được tập cận bình và đội ngũ tham mưu của ông ta tính toán cân nhắc tìm cơ hội để ra tay nếu cuộc chiến ukraine kết thúc mà nước nga của putin giành được một số sự nhường bộ nào đó từ ukraine thì tập sẽ có động lực để thực hiện một cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt kiểu Putin ở khu vực Đông Á. Nhìn từ hướng nào đều thấy số phận nước Việt Nam đều rất bi thảm dưới sự cai trị của Tập đoàn Cộng sản Hà Nội và trước tham vọng bá quyền của Tập Cận Bình. Thưa quý khán thính giả, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thiên Hà xin gửi đến quý vị phím luận có tựa đề Khi tình yêu mạnh hơn súng đạn của nhà thơ Thái Hạo đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 25 tháng 3 2022. Mời quý vị cùng chia sẻ. Khi tình yêu mạnh hơn súng đạn Một clip gần 3 phút ghi lại cảnh người dân Ukraine biểu tình trước một toán lính Nga đang chồng chọc, chĩa súng vào họ. Nhóm biểu tình vẫn bước tới, lính Nga đi lùi. Đến giây thứ 30 thì tiếng súng nổ liên hồi bắn chỉ thiên tiếng hát bỗng vang lên những người biểu tình vẫn bước tới tiếng súng vẫn bị hòa tan vào tiếng hát mỗi lúc một rền vang đó là ukraine không phải là hình ảnh vác súng cối hay giao tranh ác liệt bằng súng máy liên thanh mà là tay không và tiếng hát được nâng đỡ trên đôi chân bình thản bước tới trước họng súng đen ngòm những ai đã xem bộ phim tài liệu winter on fire mùa đông khói lửa ghi lại cuộc cách mạng kiên cường của nhân dân Ukraine cuối 2013, đầu 2014, bằng một cuộc biểu tình của hàng triệu người diễn ra gần 100 ngày trên đường phố Kiev trước dùi cui và súng máy của độc tài Yanukovych, thì sẽ hiểu người dân của đất nước này. Hàng trăm người đã ngã xuống và không bao giờ trở về nhà được nữa. Nhưng không gì có thể dập tắt được tình yêu tự do và khát vọng công bằng của họ. Chỉ bằng tình yêu và khát vọng ấy, không súng đạn, chế độ Yanukovych đã sụp đổ. Người Ukraine không những xứng đáng được hưởng tự do dân chủ, mà hơn hết họ thuộc về miền đất hứa vì trong những con người ấy, phẩm chất cao đẹp kia đang ngự trị. Có thể giết chết những con người bằng xương, bằng thịt, tay không tất sắc, nhưng không bao giờ có thể bỏ tù được tình yêu của họ. Người Ukraine đẹp, đẹp như một biểu tượng của ánh sáng và màu xanh. Đó không phải là một dân tộc anh hùng, mà là một giống người rực rỡ như những cánh đồng hoa hướng dương vàng ống dưới bầu trời xanh trong vô tận